mừng quý vị đã đến với chương trình talk show Người Tiên Phong được phát sóng trên kênh Phong Cách Doanh Nhân TV. Thưa quý vị, trong hành trình tìm kiếm những người tiên phong, chúng tôi luôn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với những doanh nhân tài năng, bản lĩnh và đầy sáng tạo. Trong bối cảnh kinh tế thế giới chao đảo vì dịch bệnh, thì rất nhiều những doanh nhân của Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi kịp thời chuyển đổi, phản ứng nhanh nhạy để có thể sáng tạo ra những xu hướng mới. Và một trong những người mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay là người đã nhận được giải thưởng top 10 nhà đầu tư tiên phong khi anh đã tiên phong đầu tư vào trong lĩnh vực tài chính vi mô với một thương hiệu được giới tài chính nhắc tới rất nhiều vào những ngày đầu năm 2021, đó chính là thương hiệu hệ thống cầm đồ chuyên nghiệp T99. Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị doanh nhân Bùi Đức Long. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của Vicoland Group và đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Quốc dân và là người sáng lập ra thương hiệu bất động sản cao cấp, nghỉ dưỡng cao cấp Gracemount. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với người tiên phong Bùi Đức Long. Xin chào đón anh Bùi Đức Long đã đến với chương trình của Phong Cách Doanh Nhân TV. Xin chào Thu Hương và xin chào quý vị khán giả. Vâng, có thể nói rằng là trong giới đầu tư thì mọi người rất là quan tâm đến những dự án của Vicoland Group. Anh cũng có những cái dự án bất động sản mà tạo ra được những cái dấu ấn. Anh có thể chia sẻ với kinh nghiệm của mình là những dự án như thế nào thì anh sẽ quan tâm để đầu tư không? Thực ra thì tôi có khoảng gần 20 năm làm bất động sản, trong đó bất động sản thương mại, bất động sản du lịch. Nhưng tôi vẫn tâm huyết với một cái thương hiệu bất động sản du lịch cao cấp 5 sao mà do chính tôi là nhà sáng lập cho thương hiệu đó, đó là Gracemount. Thương hiệu Gracemount là một thương hiệu nếu mà nói về nghiên cứu về phong thủy thì là sông, núi và biển. Quan điểm của bọn tôi là cũng rất là đơn giản thôi, những vị trí bất động sản nào nằm ở mặt sông, mặt núi hoặc mặt biển thì đều có giá trị gia tăng. Và đặc biệt Gracemount là thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, và quan điểm cá nhân của tôi là phải chạm vào cảm xúc thì nó mới thăng hoa. Cho nên những cái sản phẩm của Gracemount đưa ra thị trường thì rất là đặc biệt và khác biệt, liên quan đến nghỉ dưỡng sinh thái, liên quan đến nghỉ dưỡng môi trường biển và đặc biệt là môi trường thân thiện với thiên nhiên. Có thể nói rằng là năm 2020 là một năm vô cùng thử thách với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực về bất động sản du lịch. Vậy thì với vai trò là người thuyền trưởng điều hành cái tập đoàn lớn, trong đó có bất động sản cao cấp, thì anh đã điều hướng cái hoạt động của mình như thế nào và bài học gì anh đã rút ra từ những cái biến động lớn của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam? Thực ra có lẽ là năm 2020 là một cái năm rất là đặc biệt, nhìn chung của tình hình kinh tế thế giới và đặc biệt là bất động sản Việt Nam bị ảnh hưởng rất là nặng. Với một người chèo lái doanh nghiệp, gọi là một người thủ lĩnh, thì bọn tôi ngay từ đầu đã đặt cho mình một cái tiêu chí là sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và trong cái con thuyền vượt đại dương thì những cái gì mà chúng ta để vượt sóng thì có những cái dự án chúng ta phải chấp nhận buông bỏ để thích nghi với cái đại dịch Covid và chọn lọc những cái dự án để phát triển. Và ngay lập tức chúng tôi cũng chuyển hướng một số mảng để nó thích nghi ngay với cái thay đổi của cái hoàn cảnh cụ thể mà thế giới đang bị và phải đón nhận, thì chúng ta cũng phải sống chung với cái đại dịch đó. Vicoland đã chọn cho mình một giải pháp là phải tự cấu trúc lại chính về nhân sự và sơ đồ tổ chức cũng như các dự án. Một vài dự án chúng tôi phải tái cơ cấu, một số lượng lớn nhân sự là phải chọn lọc lại, một số ngành chúng tôi phải chuyển qua ngành làm tài chính để duy trì cái dòng tiền để chờ cơ hội để bứt phá trong những năm tiếp theo. Khi mà anh nói rằng là Vicoland Group phải tái cơ cấu này, quan tâm đến những cái dự án mà có cái khả năng phù hợp và thích nghi, thì Hư nhận thấy rằng là anh đang dần dần điều chỉnh cái hoạt động đầu tư của mình đến nhiều hơn với các lĩnh vực, tạo ra một cái hệ sinh thái từ công nghệ cho đến thời trang đến tài chính. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái cách mà mình lựa chọn các cái dự án mình đầu tư không? Phải thừa nhận một điều, đại dịch Covid này mà có lẽ là cả thế giới của mỗi cuộc đời mỗi con người phải vấp phải một cái nghiệt ngã, mà ngay bản thân khi mà Long cảm nhận một điều là nó thay đổi toàn bộ cái trục của thế giới, thậm chí thay đổi cả tư duy, suy nghĩ, vận mệnh của con người nữa. Trong đó nếu mà nói về yếu tố gọi là tâm linh thì chúng ta có thể nói là làm sạch lại môi trường rồi tư duy. Trong mỗi cuộc đời thì tôi nghĩ đây là một cái biến cố mà chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Nếu ai vượt qua được trong giai đoạn này thì sẽ tồn tại và phát triển.
Các doanh nghiệp như vậy sẽ có một cái loạt đào thải rất là nặng trong cái giai đoạn Covid này. Nếu Covid mà không giết được chúng ta, không làm doanh nghiệp suy thoái, mất chỗ, gọi là thay đổi, thì cũng chúng ta sẽ vượt lên rất là mạnh mẽ. Đó là quan điểm của bản thân Long. Cho nên ngay sau khi mình định hình được, mình nhận thức được điều đó, thì Long đã ngay lập tức là phải xoay chuyển Vicoland một cách thích nghi nhất trong thời điểm mà Covid đang hoành hành. Và trong tư duy của mình, lúc nào mình cứ nghĩ rằng Covid sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Và trong bản thân mình cũng đang suy nghĩ là mình phải sống chung với cái khó khăn này. Bên Vicoland chúng tôi đã phải đa dạng hơn. Chúng ta không phải là chuyên sâu nữa. Mảng bất động sản cao cấp, Vicoland cũng đầu tư chọn lọc và chọn một số những dự án cao cấp mà về sinh thái, về du lịch để nó thích nghi sau đại dịch. Và khi dịch thì chúng ta hoạt động như thế nào? Và sau đại dịch thì cái phần du lịch cao cấp đó của thế giới người ta còn thích nghi hay không? Hay người ta đi du lịch online? Hay là tất cả các hãng hàng không người ta phải dừng hết thì chúng ta phải du lịch bằng cái gì? Đó là một mảng chúng ta phải chọn lọc. Rồi ngay lập tức là chúng tôi phải chuyển qua một cái hệ sinh thái là làm tài chính cá nhân. Tài chính cá nhân rất là nhiều mảng hay ho, và Vicoland phải chọn một đầu tư một cái mảng tài chính T99 để giải quyết cái vấn đề dòng tiền. Và cái đó cũng là một mô hình rất là hay ho mà Vicoland đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ để làm cái dự án T99 tài chính cầm đồ, để thay đổi cái định kiến cũng như là sắp xếp cùng với nhà nước sắp xếp lại những cái ngành cầm đồ mà người ta cứ nghĩ rằng là định kiến là tín dụng đen. Rồi Vicoland cũng phải chuyển qua một cái mảng công nghệ số ngay. Chúng tôi sắp đến sẽ hợp tác với tập đoàn công nghệ Kỳ Lân của Việt Nam để thành lập ra hai cái công ty về công nghệ số, số 1 về Việt Nam. Đó là cái ý thức của Vicoland, và chúng tôi áp dụng toàn bộ cái hệ sinh thái của Vicoland, tất cả phải sử dụng công nghệ số. Và ngay lập tức, ngay cả bản thân cái mảng du lịch, bây giờ chúng ta cũng có thể phải chuyển qua là du lịch online, du lịch trên màn ảnh nhỏ, nhân viên của mình vẫn phải hoạt động, khách sạn vẫn phải hoạt động online. Và chúng tôi còn nghĩ ngay đến cái chuyện là nếu rạp phim thì chúng ta tạo những cái du lịch ở trên, chiếu ở trên rạp phim nữa. Thì đó là cái mảng mà du lịch của Vicoland. Rồi mảng giáo dục thì khi Covid thì trường Vico School phải dừng, phải dạy học. Các thầy, các cô cứ một lần, hai lần, ba lần Covid vừa rồi phải vượt qua. Thì chúng tôi phải chọn giải pháp là phải chuyển qua số hết để học online với các con ở trường. Vico School vẫn phụ thuộc và các con vẫn phải học. Thì đó là những cái chúng ta phải tự thích nghi. Bản thân tôi là thuyền trưởng thì tôi không có lý do gì mà không phải là người phải dẫn đầu cùng với các anh em. Cho nên tôi chọn giải pháp là chúng tôi phải đối diện với thử thách, đối diện với khó khăn, đối diện với truyền thông để nói cho cộng đồng chúng ta biết một điều là bây giờ nó khó khăn như vậy thì chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Các anh em hãy theo tôi và không bao giờ bỏ cuộc. Thậm chí tôi có những cái mảng đầu tư về thời trang nữa. Thương hiệu của tôi đang mặc, đang thương hiệu rất là đẹp. Thương hiệu này tôi cũng đầu tư. Vâng. Đây là một cái bạn trẻ học thời trang ở Pháp về 7 năm và tôi khẳng định là thương hiệu này sẽ là một trong thương hiệu sẽ dậy sóng ở thị trường, và tôi sẽ là định hình và dẫn dắt thương hiệu và tạo cho một cái phong cách là các anh em doanh nhân hãy chúng ta hãy tự tin mặc thời trang đẹp, tự tin và không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là lý do tại sao mà Phong Cách Doanh Nhân mời anh trở thành gương mặt trang bìa đó. Tại vì đối với Phong Cách Doanh Nhân thì chúng tôi luôn quan điểm là doanh nhân thì không chỉ là những người làm ăn giỏi mà còn phải là những người dẫn đầu xu hướng. Gương mặt đại diện của doanh nghiệp của mình thì chúng ta phải là một cái hình ảnh để cộng đồng hướng tới, ngưỡng mộ. Và chưa kể khi chúng ta đi ra nước ngoài thì chúng ta còn là đại sứ của thương hiệu Việt Nam nữa, đúng không ạ? Hương nghĩ là Hương rất là ủng hộ khi mà các doanh nhân quan tâm đến một cái phong cách và lối sống. Quay trở lại một chút đối với vai trò của một nhà đầu tư. Anh đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Như vậy thì nó có đi ngược với cái xu hướng là chúng ta tập trung vào cái điểm mà chúng ta mạnh nhất để không đi xa rời cái năng lực cốt lõi không ạ? Đâu là các nguyên lý để anh lựa chọn các dự án đầu tư? Và những người sáng lập như thế nào là những người mà anh cảm thấy phù hợp để đầu tư cho họ? Hiện nay Vicoland đang xây dựng cho mình một cái hệ sinh thái, và những cá nhân mà đứng xung quanh Long là những bạn trẻ nhiệt huyết, những bạn trẻ có trình độ và có tài năng. Ở thời điểm hiện tại này, nếu mà doanh nghiệp nào không tỉnh thì chúng ta không thể vượt qua cái con sóng năm 2021 nữa. Tại vì mọi cái khó khăn, ánh sáng cuối đường hầm của cái đại dịch Covid vẫn chưa thấy. Thế giới xung quanh ta đang bị lại hết. Thì có nghĩa là chúng ta phải chưa tính đến cái chuyện chuyên sâu đường xa, mà chúng ta phải tính đường ngắn, cái đã giải quyết ngay khúc bây giờ là phải đa dạng, đa năng. Còn Vicoland xây dựng một cái mạng lưới sinh thái về cá nhân của những đồng nghiệp của Long, rồi những cái đối tác của Long là những doanh nhân trẻ dám đi ngược xu thế, dám quyết liệt
rồi là có những cái táo bạo mạnh dạn nữa để tồn tại. Tôi Long đang nói là cái vấn đề tồn tại chứ đừng nói phát triển. Sau đó thì chúng ta phải dùng cái từ là tính tiếp. Chứ các doanh nghiệp bây giờ chúng ta xây dựng ra những cái hoành tráng bề thế nhưng mà chúng ta phải sống đã. Đặc biệt là Vicoland đang xây dựng xung quanh mình những đối tác, những doanh nhân trẻ, đạo đức và có tâm. Thậm chí bên Vicoland cũng có một cái quỹ từ thiện Rainbow Foundation. Tất nhiên chúng tôi làm từ thiện không có nghĩa là phải quảng bá. Trích một năm lợi nhuận bao nhiêu đưa vào quỹ để các bạn làm trường học, làm y tế. Thậm chí tôi và một cái anh bạn rất là thân, đó là anh Trí, cựu tổng giám đốc Microsoft, là cha đỡ đầu cho một cái làng hy vọng. Mà kể câu chuyện này cũng rất là thương tâm. Cái làng hy vọng đó cách đây một cái tổ chức nước ngoài, người ta tài trợ 20 mấy năm rồi, nhưng vì Covid người ta khó khăn quá, người ta bỏ cái làng hy vọng. 126 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, câm điếc. Thì một ông thầy 24 năm họ giữ cái làng hy vọng, và tôi với anh Trí phải là cha đỡ đầu. Cái đại dịch Covid nó không từ một ai hết, cho nên là chúng ta phải tỉnh táo trong giai đoạn này. Và tôi nghĩ rằng là những cái chiến lược mà Vicoland đang đi thì hy vọng là cộng đồng doanh nghiệp và xã hội hãy đón nhận. Có thể nói rằng là khi mà đại dịch ấy thì rất nhiều doanh nghiệp chọn cái hướng đi co mình này, từ bỏ này, và thậm chí là không dám dấn thân. Thì Hương lại nhìn thấy ở anh Long cũng như là Vicoland một cái sức sáng tạo. Anh đang nói đến chuyện là mình đa dạng để mình có thể sống sót, mình vượt qua. Có nghĩa là mình đa dạng cái năng lực cốt lõi của mình. Từ trước đến nay mình không chỉ biết một cái ngành, đó là bất động sản hay tài chính, mà giờ anh còn biết đến công nghệ này, anh còn biết đến cả thời trang nữa. Là một cái người đầu tư có kinh nghiệm, anh truyền đạt những cái kiến thức, những điều gì đến với những người gọi là cộng tác của mình, tạo ra những cái nguyên lý chung, cái văn hóa chung của Vicoland Group không? Về cá nhân tôi là một người rất là ham học hỏi, và tôi có một cái tuổi thơ cũng rất là dữ dội. Nhưng mà vì cái tuổi thơ dữ dội của tôi cho nên là tôi đi nhiều nơi khám phá. Sau này khi tôi đã trưởng thành thì tôi đi gần như khắp các đất nước của thế giới để tìm ra mọi cái hoạt động phù hợp với cá tính của mình. Có lẽ cái đó nó cũng xây dựng cho tôi một cái tính cách rằng là lúc nào tôi cũng muốn chiến thắng. Đầu tiên là chiến thắng chính mình. Môn thể thao gốp đã ăn sâu vào cái cuộc sống của tôi. Tôi chơi gốp 14 năm và trong đầu tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi phòng thủ hết. Và lúc nào trong người tôi tạo cho mình là phải vượt qua chính mình. Thì tất cả văn hóa đó tôi truyền lửa cho các anh em của Vicoland. Muốn phát triển các bạn phải lúc nào cũng có khát vọng. Rồi nó cũng ăn sâu vào trong cái sinh hoạt gia đình của tôi. Ví dụ ngay cả vợ con tôi buổi sáng lúc nào tôi phải dậy 4-5 giờ đi tắm biển rồi tập thể thao để các con phải học theo bố là như vậy. Thì nó ảnh hưởng sâu vào cái văn hóa của Vicoland. Cho đến bây giờ những con người của Vicoland, các đơn vị thành viên rồi các nhân viên của tôi cũng vậy. Lúc khó khăn các bạn chia sẻ nhưng không bạn nào bỏ cuộc hết. Cũng như chúng tôi bình thường nói vui là như con thuyền Rossmau, khi ra biển lớn bọn tôi sẽ vượt cạn. Tuy nhiên là chúng ta phải đoàn kết cùng nhau vượt cạn thì mới thành công được. Còn mọi cái đều là ở phía trước. Nhưng mà cái tôi tâm đắc nhất và tôi nghĩ rằng đó là kinh nghiệm mấy chục năm, gần 2/3 cuộc đời tôi nghiệm lại, là khi chúng ta vượt qua chính mình thì không có gì chúng ta không thể chiến thắng. Tuyệt vời. Một câu nói rất là hay là khi chúng ta vượt qua chính mình thì không có gì chúng ta không thể chiến thắng. Có thể nói rằng là cái trở ngại lớn nhất của con người đó chính là bản thân chúng ta. Đó chính là những cái rào cản về tâm lý mà chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Quay trở lại một chút đối với thương hiệu T99, là một cái người đồng hành với anh từ những ngày đầu tiên, hạt giống đầu tiên về thương hiệu T99. Chúng ta cũng đã nghiên cứu, thảo luận và tìm ra được cái hướng đi cho T99. Thì đến bây giờ anh cảm thấy định hình của T99 nó đã đi đúng với cả định hướng mà anh mong muốn hay chưa? Và anh còn có chiến lược như thế nào để T99 thực sự trở thành một trong những thương hiệu hệ thống cầm đồ số 1 tại Việt Nam? Thực ra Thu Hương là người đồng hành ngay từ đầu với dự án T99 cầm đồ của Vicoland. Đây là sau 4 tháng mà chúng tôi ra đời T99. Tất nhiên là có khoảng 2 năm để chuẩn bị. Thì hiện nay cái kết quả của 4 tháng thì hiện nay thương hiệu T99 là một thương hiệu rất là hay ho trên thị trường. Và cái lượng khách hàng cũng như thị trường rất là lớn. Chúng ta đã biết là chúng ta có 97 triệu nhân mà chỉ có hơn 30 mấy ngân hàng thôi. Một cái phân khúc mà từ dưới 30 mấy ngân hàng trở lại các định chế tài chính rất là khó cho người dân vay. Thì hiện nay là những cái gì quan điểm là ngân hàng không cho vay thì T99 sẽ giải quyết. Thì cái phân khúc đó thị trường nó rất là mở. Mà cái khách lượng khách hàng của T99 hiện nay chúng tôi lúc nào cũng bị full hết. Chúng tôi xây dựng một cái mô hình cầm đồ T99 rất là chuyên nghiệp.
Kế hoạch 3 năm chúng tôi 500 phòng giao dịch trên toàn quốc, mở rộng mạng lưới và áp dụng công nghệ, rồi đưa cái chân lý vào, đó là hệ thống cầm đồ thân thiện, không có tín dụng đen, văn hóa những nhân sự của Thế Chí Chín là của 85% của ngân hàng qua lại. Và chúng tôi xây dựng một cái là có những cái mảnh đời rất là, những cái hoàn cảnh chúng tôi cho vay rất xúc động. Ví dụ một cô bé công nhân về, mẹ cấp cứu bệnh viện 12 giờ đêm, không đưa vào cấp cứu thì mẹ mất. Tự nhiên cô gọi Thế Chí Chín online 24 giờ, bọn tôi đến giải quyết để cho vay. Rồi có những cái mảnh đời bà cụ bà vay quá hạn 5 triệu thôi, không có tiền lãi, trời sợ mất cái thế chấp cái xe của con, bà cụ tới khóc, nhân viên T99 chúng tôi lại lì xì cho cụ để cụ trả lãi đúng hạn. Thì tất cả những cái đó nó không phải là cái chuyện công việc làm ăn, cái đó là niềm vui của Long, mà Long cảm thấy đó là cái nhân văn, mà đúng như cái giá trị của T99 là mặc dù cầm đồ nhưng mà rất là thân thiện. Thì hiện nay chúng tôi xây dựng một giá trị công ty trong 3 năm và chúng tôi build lên sàn chứng khoán Việt Nam nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng dịch vụ. Và chúng tôi cùng với các thương hiệu cầm đồ khác, ví dụ F88, là MoneyK hay là Sarawak của Thái Lan, để chúng tôi xây dựng lại một cái mạng lưới, sắp xếp lại và sẽ đề nghị với chính phủ như cơ quan nhà nước để thành lập một cái hiệp hội cầm đồ cho danh chính ngôn thuận. Làm sao đó để thay đổi cái định kiến của xã hội rằng cầm đồ là một thương hiệu tín dụng đen, không phải, hoàn toàn không phải. Tôi nghĩ rằng T99 ra đời và thời gian sắp đến các bạn sẽ chờ xem là một thương hiệu rất là văn minh và nhân văn trong cộng đồng. Vâng, là người đồng hành với thương hiệu T99 từ những ngày đầu tiên thì Hương cũng có cái cơ hội để nghiên cứu. Thực ra thì cái ngành dịch vụ cầm đồ đã có khoảng 2.000 năm và được sáng lập bởi những người Israel, đúng không ạ, người Do Thái. Và chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là một cái ngành mà nó có thể tồn tại 2.000 năm, đi qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, thì nó không có lý do gì mà không có cái gọi là sự hữu ích đối với cộng đồng. Hương cũng rất là chúc mừng anh Long cũng như là Vicoland đã có được cái định hướng đầu tư rất là sáng suốt vào một cái ngành mà Hương tin là sẽ giúp được nhiều cho cộng đồng. Nhưng mà cũng rất là bản lĩnh, tại vì thực ra Long đang làm vừa ngân hàng này, vừa bất động sản này, vừa business ở một số thương hiệu khác, mà chuyển qua một cái mảng đầu tư mà cầm đồ, thì thực ra là Long cũng phải tạo cho mình một cái bản lĩnh để kéo các anh em, đặc biệt là các nhân sự, mà Long muốn những nhân sự đó là nhân sự cấp cao ngành đó luôn, và để tạo ra một cái hiệu ứng, cái nhận thức của mọi người về cái ngành này nó ngay ngắn lại. Tại vì thực ra là cái ngành cầm đồ thực ra nó làm format có trước cả ngân hàng, và ở Việt Nam thì nó có cả trăm năm nay rồi, nhưng mà chúng ta không ai có dám vượt qua cái định kiến để làm cái ngành này hết. Thì mình thấy đâu có gì đâu, bản chất là chúng ta làm đúng luật mà. Và chúng ta tất cả những cái chúng ta đang làm đem được một giá trị lại cho người dân và thị trường. Khi mà nói chuyện với anh Long về cái dịch vụ cầm đồ ấy, thì có thể nói rằng là không nhiều doanh nhân, nhiều người đang làm dịch vụ này dám đứng ra để mà chia sẻ. Thường thì mọi người nghĩ rằng là mình đang làm một cái ngành dịch vụ mà không mấy được chào đón. Thế thì Hương nhận thấy rằng là anh là thực sự là một người rất bản lĩnh, đứng ra để dám chia sẻ với cộng đồng và định hình lại cái tư tưởng, thay đổi nhận thức của cộng đồng về cái ngành cầm đồ. Nói một chút về vấn đề thương hiệu cá nhân. Anh là một trong những người mà quan tâm nhiều đến thương hiệu cá nhân của mình, từ hình ảnh cho đến tác phong, phong thái và cả cái cách mà anh xuất hiện đối với truyền thông để chia sẻ về những cái dự án dự định trong tương lai. Thì anh nghĩ rằng là thương hiệu cá nhân có quan trọng đối với doanh nhân không? Và nó giúp ích gì cho doanh nghiệp? Thực ra thì Long đã nói rồi, Long là một người rất đặt nặng về cái giá trị cá nhân của mỗi doanh nhân. Và Long chọn cho mình một giải pháp là mình xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân phải bài bản. Tại vì cái đó trước mắt về mặt gia đình, cho gia đình mình phải là một người mẫu mực. Và trong doanh nghiệp mình cũng phải là một người mẫu mực. Mà muốn xây dựng được thương hiệu cá nhân thì chúng ta phải biết tỉa tót các kiểu và phải giữ cho mình không được trượt dài theo những cái gọi là cái xu thế mà gọi là không hay ho của xã hội. Và Long sẵn sàng, bình thường Long cứ nghĩ là một doanh nhân văn minh, lịch lãm, có tư cách tốt, mọi cái rất là ok thì tạo cho một cái thương hiệu của doanh nghiệp nó phát triển tốt hơn. Và đặc biệt là cái thành công lớn nhất của thương hiệu cá nhân đó là gia đình sẽ là chỗ dựa của mình, và là mình là một người cha, một người chồng mẫu mực trong gia đình. Tuyệt vời. Anh vừa nói đến vấn đề yếu tố gia đình. Có thể nói rằng là ngày nay doanh nhân hiện đại thì họ luôn luôn coi trọng cái giá trị gia đình, bởi vì thường thì người ta thấy rằng là nếu như một người có khả năng quản trị tốt ấy,
Tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng không ạ? Thì nhiều năm trước thì người ta cứ nghĩ là lấy tiền để đo cái thước đo thành công của người doanh nhân. Nhưng bây giờ thì người ta đã phải cân bằng nhiều yếu tố. Anh đào tạo thế hệ kế thừa như thế nào và anh dành thời gian cho gia đình như thế nào ạ? Thực sự là thời gian cho gia đình mình rất là hiếm. Tại vì mình đi công tác suốt. Nhưng mà chỉ cần mà hở thời gian thì mình về với gia đình. Mình thích được về với các con. Còn mình dạy các con thì đầu tiên là mình đã thành lập ra cái quỹ Rice Bowl Foundation và con mình là chủ tịch của quỹ từ thiện đó. Mình dạy các con là các con lớn lên không phải là kế thừa sự nghiệp của ba, mà các con phải bắt nguồn từ lòng nhân ái, phải biết cho đi rồi mới nhận lại. Thì các con mình đang là quản lý cái quỹ đó. Quỹ là quỹ của gia đình và các con mình quản lý và đi làm từ thiện. Thì đó là cái mà mình nghĩ là trong cuộc đời mình thành công nhất. Chứ không phải là giá trị tài sản bao nhiêu đâu. Bước tiếp theo là bây giờ mình xây dựng cho mấy nghìn nhân viên của bên mình trở thành một cái tập đoàn hạnh phúc. Đó là cái mà Long trăn trở nhất. Và còn những cái thành quả đóng góp cho xã hội thì năng lực của doanh nghiệp nào đến đâu thì mình đóng góp đến đấy. Nhưng mà cái mà mình nghĩ rằng các anh em, các đồng nghiệp theo mình đều phải thành công và hạnh phúc như cái gì mà mình đang mong muốn. Tuyệt vời. Hương càng nhận thấy được rất nhiều doanh nhân đã hướng tới cái giá trị cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm xã hội. Có thể nói anh chính xác là một người rất tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Và Hương tin rằng trong tương lai thì các doanh nhân sẽ có thể đi theo những cái xu hướng tích cực như vậy. Và trước khi kết thúc phần talk show ngày hôm nay thì rất nhiều người trẻ đang theo dõi chương trình này, những thế hệ kế thừa và những cái doanh nhân đang khởi nghiệp. Thì với những người khởi nghiệp, anh có thể chia sẻ với họ điều gì để có thể học hỏi, làm sao để có thể vượt qua những cái khó khăn và có thể thành công một cách vững chắc? Các bạn trẻ bây giờ có rất là nhiều điều kiện. Tôi chỉ khuyên với các bạn một điều là các bạn hãy mạnh mẽ và xây dựng cho mình một cái sức khỏe. Đầu tiên phải sức khỏe, khỏe mạnh. Và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là cái slogan mà tôi chỉ nói vắn tắt và khuyên các bạn. Các bạn không bao giờ bỏ cuộc thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Vâng, thưa quý vị, không bao giờ bỏ cuộc và điều quan trọng hơn nữa là hãy vượt qua chính mình. Đó là những cái thông điệp mà Hương nghĩ rằng là vô cùng có ý nghĩa, nhân văn và tích cực đến với những doanh nhân, những người trẻ đang trên hành trình khởi nghiệp. Và hy vọng rằng là chương trình Talk Show Người Tiên Phong ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị những kiến thức bổ ích thông qua phần chia sẻ của doanh nhân Bùi Đức Long. Xin chân thành cảm ơn anh và hy vọng rằng là trong tương lai thì chương trình Người Tiên Phong sẽ nhận được sự ủng hộ của anh, cũng như là sẽ có nhiều buổi trò chuyện hơn nữa để có thể tìm hiểu về cách chúng ta vượt qua khó khăn và thành công bền vững ở phía trước. Xin cảm ơn Thu Hương và cảm ơn quý vị khán giả. Xin hẹn lại quý vị khán giả trong chương trình Phong Cách Doanh Nhân số sau. Xin cảm ơn anh. Phong Cách Doanh Nhân, tiên phong dẫn lối thành công.